Diệp Lâm Anh đụng độ Quỳnh Thư tại sự kiện, thái độ ngoảnh mặt bỏ đi gây chú ý. Thái độ trong lần chạm mặt của Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư khiến dân tình bàn tán sôi nổi. Tối ngày 31 tháng 3, một sự kiện thời trang quy tụ dàn sao Vbiz đình đám đổ bộ. Tránh quả dưa gặp quả dừa, thảm đỏ sự kiện đã chứng kiến màn đụng mặt căng đét giữa Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư. Khoảnh khắc chạm mặt của cả hai lọt vào ống kính của tim qua đường và khiến dân tình bàn tán rôm rả. Tại sự kiện, Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư diện thiết kế trắng đồng điệu, cùng xuất hiện nổi bật. Dù thảm đỏ tấp nập người nhưng không thể ngăn cản cả hai vô tình chạm mặt nhau. Trong một góc máy, khi nhận thấy sự xuất hiện của Quỳnh thư, Diệp Lâm Anh dường như đã nhanh chóng ngoảnh mặt, tỏ thái độ gây chú ý. Sau đó, cựu người mẫu cũng nhanh chóng di chuyển sang khu vực khác. Về phía Quỳnh thư, cô vui vẻ trò chuyện với bạn bè tại sự kiện